Kể từ khi xuất hiện với tốc độ lây lan khủng khiếp, dịch COVID-19 đã gây ra những thiệt hại nặng nề về người và kinh tế tại hầu hết các quốc gia trên thế giới. Thế nhưng hơn một năm vừa chống chọi vừa nỗ lực nghiên cứu, vaccine ngăn ngừa COVID đã ra đời và đang thắp sáng hy vọng đẩy lùi đại dịch trên toàn cầu để đưa cuộc sống trở lại bình thường. Tại nhiều nước, việc tiêm vaccine đã bắt đầu được triển khai rộng rãi. Dựa trên các báo cáo của các chính phủ, giới chuyên gia và truyền thông ước tính, trên toàn thế giới đầu tháng 3 đã có hơn 300 triệu người được tiêm chủng vaccine ngừa COVID-19. Con số này bằng khoảng 3,8% dân số toàn cầu và cao hơn 2,5 lần so với số ca mắc COVID-19. Kết quả đáng khích lệ về hiệu quả của vaccine từ những chiến dịch tiêm chủng hàng đầu của các nước như Israel, Anh giúp thế giới lạc quan đẩy lùi đại dịch. Được ví như phòng thí nghiệm vaccine của thế giới, Israel khởi động chương trình tiêm chủng vào tháng 12 năm ngoái. Dựa trên dữ liệu của Bộ Y tế Israel cho thấy, vaccine Pfizer do Israel sản xuất có thể ngăn ngừa nguy cơ nhiễm và tử vong do COVID-19 tới 97%, đồng thời hiệu quả đối với các ca nhiễm không triệu chứng cũng lên tới 94%. Anh khởi động chiến dịch tiêm chủng đại trà vaccine COVID-19 đầu tiên hồi tháng 12 năm 2020. Hơn 24,8 triệu người Anh đã tiêm ít nhất một liều vaccine và hơn 1,6 triệu người đã hoàn thành chương trình tiêm chủng. Nghiên cứu được tiến hành dựa trên dữ liệu của hơn 7,5 triệu người cho thấy người tiêm vaccine ít có nguy cơ xuất hiện triệu chứng nặng so với người chưa tiêm. Mỹ, vùng dịch lớn nhất thế giới, đã phân phối hơn 109 triệu liều vaccine, trong đó 21% dân số đã tiêm ít nhất một liều và hơn 12% đã hoàn thành chương trình tiêm chủng. Nghiên cứu cho thấy, người tiêm vaccine ít có nguy cơ làm lây lan virus nếu bị nhiễm, cũng như ít có triệu chứng bệnh hơn so với người không tiêm. Đó là những dữ liệu đặc biệt có ý nghĩa trong cuộc chiến cắt đứt sự lây lan của COVID-19 trên toàn cầu. Ở Việt Nam, những liều vaccine đầu tiên đã được tiêm cho các y bác sĩ, những chiến sĩ trên tuyến đầu thực hiện sứ mệnh ngăn chặn, tiêu diệt virus SARS-CoV-2. Trong một chiến lược dài hơi phòng chống dịch COVID-19, chính phủ xác định mục tiêu quan trọng là bao phủ vaccine cho người dân Việt Nam. Hiện nay, chúng ta đã được nhập về được vaccine phòng COVID-19 của công ty AstraZeneca để dành cho những cái người đang tham gia chống dịch tuyến đầu. Vaccine thứ hai nó là cái vaccine Sputnik V của Nga do Liên bang Nga tặng cho chúng ta với 10.000 liều. Bên cạnh mà chúng ta tích cực nỗ lực phối hợp với các đơn vị và tổ chức và cá nhân để mà có các cái nguồn vaccine đa dạng thì chính phủ cũng đã chỉ đạo 3 cái đơn vị mà đang được giao nhiệm vụ phát triển cái vaccine phòng COVID-19 ở trong nước để nhanh chóng hoàn thiện cái thử nghiệm lâm sàng các giai đoạn 1, 2, 3 có kết quả sớm nhất để mà có cái vaccine phòng COVID-19 made in Việt Nam. Với cái mục tiêu của chính phủ cũng như Bộ Y tế Việt Nam là sẽ tiêm phòng cho tới 75-80% người dân Việt Nam được dùng vaccine COVID-19 để tạo được cái miễn dịch cộng đồng để phòng bệnh. Với tinh thần Việt Nam chống dịch COVID-19, nhóm tình nguyện viên này đã tham gia tiêm mũi 2 giai đoạn 2 vaccine NanoCovax, vaccine phòng COVID-19 đầu tiên của Việt Nam được đưa vào tiêm thử nghiệm lâm sàng trên người. Tất cả đều mặc áo cờ đỏ sao vàng giản dị như cách mọi người tình nguyện đăng ký tham gia để thể hiện lòng yêu nước. Có khoảng tầm hơn 20 bạn mặc áo này để biểu hiện cho cái tinh thần của Việt Nam chống dịch, cả cái sức trẻ của mình để cống hiến cho Tổ quốc. Tiêm mũi 2 này tôi thấy nó rất là thoải mái, tự tin là coi như là vaccine của Việt Nam là sắp giờ được thành công rồi. Là một đất nước còn nhiều khó khăn về kinh tế, nhưng sức mạnh và nội lực của Việt Nam chính là sự đồng thuận xã hội. Các chính sách, chương trình phòng ngừa COVID được các cơ quan chức năng đưa ra đã nhận được sự hưởng ứng tích cực từ người dân. Chính nhờ cả một xã hội đồng thuận tham gia cuộc chiến chống COVID-19 mà đất nước ta đã tự hào vượt qua làn sóng đại dịch thứ ba. Tất cả các tầng lớp nhân dân ở chúng ta, trong đó là có các đồng bào, các dân tộc, đồng bào, các tôn giáo, trong đó có tăng ni Phật tử Giáo hội Phật giáo Việt Nam ở trong và ngoài nước, rồi tất cả người Việt Nam nước ngoài đều chung sức đồng lòng và có sự tham gia hưởng ứng và tích cực tham gia phòng chống COVID-19. Chúng tôi thấy là chưa có một cái nội dung phát động nào mà có sự hưởng ứng đồng lòng và thu được kết quả nhanh như vậy. Hiện nay chúng ta thế giới chúng đã có cái vaccine phòng chống COVID đang triển khai rất là tích cực, và chúng tôi thấy là bên cạnh cái việc vaccine để phòng chống bệnh về mặt y tế thì chúng ta thấy là có cái truyền thống thương người như thể thương thân, thương nhường cơm xẻ áo, lá lành đùm lá rách của tốt đẹp của cha ông chúng ta. Từ qua đó là giúp cho cái việc tham gia phòng chống COVID cũng rất là hiệu quả.
Có thể nói, Việt Nam là một quốc gia đặc biệt. Trong khó khăn, tinh thần đồng thuận lại dâng cao và trở thành sức để đất nước tiến về phía trước. Thế giới đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác trước những thành công về việc tạo sự đồng thuận xã hội để chiến thắng đại dịch. Bên cạnh ánh sáng của niềm tin và hy vọng, thì người dân nhiều nước trên thế giới lại lo lắng liệu các nước nghèo có đủ tiền để phổ cập và tiêm vaccine cho người dân. Liệu có xảy ra tình trạng phân biệt đối xử khi đang có những đề xuất về việc xem xét thông hành hộ chiếu vaccine? Kéo theo đó là một loạt hệ quả có thể phải đối mặt liên quan đến phân biệt và kỳ thị chủng tộc giữa các quốc gia. Vậy với những vấn đề đó, thì đâu là giải pháp? Vaccine COVID-19 sẽ chữa lành và giảm thiểu đáng kể những đau khổ trước mắt. Nhưng nếu nhìn nhận một cách sâu sắc hơn, nhân loại vẫn phải tiếp tục chịu đựng hậu quả của đại dịch. Sự khổ đau và bất mãn sẽ chưa thể chấm dứt do sự phân biệt chủng tộc, chủ nghĩa kỳ thị, chủ nghĩa ích kỷ và sự cuồng tín tôn giáo gây ra. Chỉ tính riêng trong năm 2020, tại Mỹ đã có gần 3.800 vụ việc chống người gốc Á và ngày càng nghiêm trọng hơn. Việc mà bị giới hạn lại ở trong nhà và luôn luôn nhìn những cái người ở phía bên ngoài đường đều là những cái người mà có cái nguy cơ bị mang virus và mình có thể là một cái người tiếp theo bị nhiễm virus. Và đặc biệt là chúng ta nhìn thấy là có những cái sự kỳ thị liên quan đến những cái người đeo khẩu trang hoặc là những cái người gốc Á. Thì cái này là tôi nghĩ rằng là do cái tâm lý mang cái tính chất là đổ lỗi. Thì tất cả những cái lo lắng đấy, những cái bất ổn đấy làm cho chúng ta trở nên là bị stress nhiều hơn và có xu hướng là phản ứng với cả những cái kích thích thông thường của cuộc sống hàng ngày ấy. Nó mang cái tính chất là mất kiểm soát, mang tính chất là cáu giận và bạo lực nhiều hơn. Trong bối cảnh đó, hơn ai hết, những người con Phật trên thế giới nhận thức rất rõ ràng giá trị tình thương, sự sẻ chia, đồng thuận và đoàn kết. Bằng những nỗ lực thực tập và chuyển hóa mỗi ngày hướng đến những điều tích cực, người Phật tử đã nhận thức rằng giữa lúc sự kết nối trên nhiều phương của thế giới bị ngăn cách bởi đại dịch COVID-19, thì sự đồng thuận sẻ chia từ trái tim mới có thể phá vỡ những rào cản, kiến tạo thế giới tốt đẹp hơn. Thượng tọa Sangha Sena từ Ấn Độ, nhà lãnh đạo Phật giáo nổi tiếng mang tinh thần nhập thế, mới đây đã đưa ra lời kêu gọi biến năm 2021 thành năm của lòng từ bi, với mong muốn vaccine từ bi sẽ lan rộng trên toàn cầu như một phương thuốc giúp cải thiện mối quan hệ giữa con người, xã hội và thế giới. Chúng ta đang trải qua một cuộc khủng hoảng chưa từng có, bởi con người dường như đã quên lãng những giá trị nhân bản, thiếu đi sự quan tâm, chia sẻ, đồng cảm kết nối, thay vào đó là sự ích kỷ, tham vọng. Chính những điều đó là căn nguyên của mọi đại dịch, bao gồm cả COVID. Nhưng tôi có niềm tin mạnh mẽ rằng, bên cạnh việc nghiên cứu thành công vaccine COVID, chúng ta có thể phát triển vaccine từ bi sâu trong trái tim chúng ta, đó là sự quan tâm, lòng trắc ẩn. Tôi tin rằng, không gì có thể so sánh được với khả năng chữa lành của vaccine từ bi. Đây cũng là một cái giai đoạn mà chúng ta cũng cần có một số những cái tố chất của cái năng lực phục hồi. Năng lực phục hồi là gì? Là chúng ta vượt qua những cái nghịch cảnh, chúng ta đương đầu với thất bại mà vẫn duy trì được một cái tâm thái với cái đầu óc thông thái, tư duy logic và cái nhìn lạc quan về thế giới. Vậy thì nó phải xuất phát từ cái niềm tin, có thể là từ những cái giá trị, ví dụ như là sự nhân ái, rồi là từ bi, hoặc là quan tâm, yêu thương, chia sẻ. Những người nào mà có những cái giá trị tốt ở bên trong nhiều thì người đó sẽ dễ dàng hơn khi mà vượt qua nghịch cảnh. Lợi ích từ năng lượng tích cực đã được chứng minh qua nhiều giai đoạn khó khăn, và để lan tỏa sự tích cực đó cũng chính là lan tỏa vaccine từ bi, thì Giáo hội Phật giáo Việt Nam trong năm 2020 đã kết nối nhiều mạnh thường quân giúp đỡ những mảnh đời còn nhiều khó khăn với tổng số tiền từ thiện lên đến gần 2.400 tỷ đồng. Vì vậy, cái sự lan tỏa của vaccine từ bi do Giáo hội Phật giáo Việt Nam kêu gọi đó đã có những tác động rất tích cực, góp phần xoa dịu các nỗi khổ niềm đau của đồng bào Việt Nam. The Buddhist Church of Vietnam to be part of this important movement. Những hoạt động của các tổ chức từ thiện Phật giáo ở Việt Nam góp phần quan trọng vào việc lan tỏa vaccine từ bi. Tôi hy vọng chúng ta có thể cùng lan tỏa lòng từ bi chặn đứng sự phát triển của COVID và nỗi đau do căn bệnh này gây ra. Chúng ta cần bảo vệ thế giới tươi đẹp này bằng sức mạnh của vaccine từ bi.
Như vậy có thể thấy, đại dịch này cũng là cơ hội để thúc đẩy sự đoàn kết của toàn thế giới. Tình thương người, sự đồng thuận xã hội chính là sợi dây để thắt chặt mối quan hệ giữa người với người. Nó vượt ra ngoài ranh giới của quốc gia, sắc tộc, tôn giáo để hướng tới một cuộc sống ý nghĩa, một thế giới bình an, hạnh phúc và hòa hợp cho tất cả. Phương pháp để truyền bá cái chất liệu vaccine từ bi này không gì cốt lõi bằng cái chính tinh thần sống với bát chánh đạo. Hay nói một cách khác, ta có thể đem cái chánh niệm để cùng sống, cùng đối đãi với nhau. Là những nhà lãnh đạo thì có thể lấy cái tinh thần chánh niệm để lãnh đạo, sẽ đem đến sự hòa bình, sự an vui, hạnh phúc cho mọi người và muôn loài một cách tốt hơn, đẹp hơn. Tôi tha thiết các quốc gia nơi nào có tăng ni và Phật tử thì hãy nỗ lực hết mình để dùng khái niệm y học gắn kết với tính thời sự vaccine từ bi để kêu gọi mọi người lan tỏa các thông điệp tương thân tương ái. Đó là sứ mệnh quan trọng của đạo Phật và nó sẽ không dừng lại sau khi Covid-19 kết thúc trên toàn cầu. Từ bi và trí tuệ là cội nguồn của Phật giáo, là sức mạnh giúp gắn kết mọi người trong xã hội, chống lại bạo lực và chia rẽ. Cùng với vaccine Covid-19 thì hơn bất cứ lúc nào, cộng đồng Phật tử nói riêng và toàn thể con người nói chung cần lan tỏa hơn nữa thông điệp của Đức Phật về sự khoan dung, bình đẳng và nhân văn, chung tay vì một hòa bình nhân loại.